À, bây giờ thì kế tới tuần tới thì thầy tiếp tục thầy sẽ dạy về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ dạy về bốn cái chỗ để mà chúng ta thực hiện các pháp. Rồi bắt đầu thực hiện các pháp như thế nào, pháp gì thực hiện ở trên đó. Rồi từ trên đó cho nên thầy xin giới thiệu để các thầy và các con hiểu biết. Tứ niệm xứ ở trên thân mà quán thân tu về nhân tướng. Vậy thì như tu về nhân tướng không phải là chúng ta ở trên cái thân này mà lấy cái tứ niệm xứ này mà tu cái thân, mà lấy cái pháp khác tu ở trên cái thân này. Cho nên khi mà trên thân mà quán thân, quán cái thân này để làm cho cái thân này thanh tịnh á, thì cái tu tập nhân tướng này quán nó như thế nào để suy nghĩ nó thế nào để cho phá cái lậu hoặc của nó, gọi là định vô lậu. Lấy cái định vô lậu mà tu làm cho cái thân này nó thanh tịnh, nó không còn bị làm chấp, nó hiểu rất rõ cái thân này. Nó không bị chấp cái thân này là cái ngã, nó không bị chấp cái thân này là thơm tho, là sạch sẽ. Nó thấy rõ cái thân này là bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu như thế nào. Cho nên nó là cái định vô lậu, nó làm cho chúng ta không còn chấp cái thân chặt. Đó là thầy sẽ giảng. Rồi trên thân quán thân tu về nội, hành tướng ngoại. Thì mỗi một cái thân như vậy chúng ta sẽ tu, và đồng thời vừa nội và vừa ngoại. Hành tướng nội mà hành tướng ngoại. Cũng như nhiều khi mà chúng ta vừa đi kinh hành nè, mà vừa nương vào cái định niệm hơi thở chúng ta tu nữa. Gọi là nội và ngoại. Rồi bây giờ trên thân quán thân mà tu về cái nội thân tướng mà ngoại thân tướng nữa. Chứ đâu phải là tu có cái trên thân không đâu. Và tu như vậy để xác định chúng ta lấy cái định gì mà tu cái thân này. Rồi do đó tu cái thân được rồi, rồi các pháp tu cái thân rồi, thì bắt đầu lấy các pháp đó để tu cái thọ. Cái thọ là cái làm chúng ta đau khổ và làm cho chúng ta ưa thích. Rồi lấy khi mà tu được cái thọ rồi, thì bắt đầu bây giờ chúng ta trên thân mà quán thân tu về tâm. Tu về cái tâm của chúng ta, cái nhân tướng của tâm, rồi cái hành tướng của tâm, rồi hành tướng nội của tâm, hành tướng ngoại của tâm, rồi vừa hành tướng nội mà vừa hành tướng ngoại của nó. Nó sẽ là những cái định gì mà trong khi chúng ta phải thực hiện ở trên cái này để mà thực hiện cái tâm thanh tịnh. Rồi các pháp cũng vậy. Cho nên nói thì chúng ta nói như vậy, chứ giảng ra thì nó rất nhiều, viết ra thành sách thì nó rất nhiều điều mà chúng ta biết. Rồi những cái lời của Phật dạy chúng ta đều được xác định rất rõ ràng, ông Phật đã dạy như vậy. Và đồng thời chỉ những rút tỉa qua những kinh nghiệm của thầy dạy trên tứ niệm xứ. Do đó những cái bài pháp mà tứ niệm xứ nó sẽ không giống các pháp tứ niệm xứ của các vị mà đã từng triển khai tu tập từ lâu tới giờ. Nó sai khác, nó không giống nhau. Bởi vì người ta tưởng rằng ở trên thân này, quán cái thân này, tu cái thân này là cái pháp đó gọi là tứ niệm xứ. Không phải. Cái pháp đó là định vô lậu, hay hoặc định chánh niệm tỉnh giác, hay hoặc định niệm hơi thở. Cái pháp đó nó có cái tên riêng của nó. Và cái tên riêng của nó sẽ nằm ở trong cái pháp nào? Bát chánh đạo, nó nằm trong chánh chánh mạng. Thì nói về thân mình thì phải chánh mạng rồi. Phải không? Mà nói về cái các hành thì nó là chánh nghiệp. Phải rõ ràng nó phải nằm ở đâu để nó chỉ định được cái chỗ đó là mình phải tu cái chân chánh nào. Mà nếu nằm ở trong cái tâm của mình thì chánh tư duy, chánh kiến. Các con thấy chưa? Chứ nếu mà không giải thích nổi bát chánh đạo nằm ở trong cái tứ niệm xứ này thì hoàn toàn là chúng ta không biết, không biết cách thức tu. Mà coi như là bát chánh đạo nó rời rạc, nó không có ăn nhập vào ở chỗ này, thì cái đó là cái sai. Cho nên khi mà giảng rồi, nó từ ở bên các pháp này 37 pháp trợ đạo, nó đưa vào đây, nó hết nằm ở trên tứ niệm xứ này để chúng ta thấy nó thực hiện. Nó thực hiện ở trên bốn cái chỗ này. Cho nên thầy nói rằng thầy không muốn giảng là gì, giảng sẽ làm động thiên hạ, vì không có ai mà từ lâu tới giờ người ta giảng cái này. Mà mình giảng khác thì làm cho người ta thấy người ta nói bậy, rồi người ta đâm ra phiền não mình. Cho nên thầy không muốn giảng. Còn tứ thánh định thì hầu hết là không có ai giảng rồi, người ta không có dám giảng, bởi vì người ta không biết. Cho nên tứ thánh định mà thầy nêu ra tóm lược, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mỗi một cái thiền mình phải tu cái gì, thì họ chưa có nêu được cái này đâu. Còn thầy nêu ra được cái này, và đồng thời thầy giảng ra thì các thầy sẽ biết rằng nó từ ở trên cái chỗ mà tứ niệm xứ này, bốn cái chỗ này mà tu tập những tứ thiền định đó. Chứ không phải hoài nó đâu.
đó, thì nó cũng nằm ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện tứ thánh định. Rồi tam minh thì nó cũng ở trên tứ niệm xứ này mà nó thực hiện tam minh. À bây giờ thân muốn bay thì không phải là ở trên cái tứ niệm xứ sao? À, tâm muốn biến ra con chim không phải là ở trên tâm mà tu tứ nhiều ý tốt sao? Các con hiểu điều đó, cho nên nó đâu có đơn giản đâu, cho nên nó cũng nằm ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện. À bây giờ nó muốn thầy muốn mà cái tâm thầy biến ra cái bàn này nó là pháp đó, cho nên từ cái tứ niệm xứ nó phải thực hiện ra các con. Nó bởi vì cái này nó phải dạy dạy hết dạy tất cả lột hết tất cả những cái lột xác hết tất cả những các pháp của Phật dạy, để rồi các con không có còn mò được. Dạ rồi, thí dụ như từ lâu tới giờ mình chưa biết tứ như ý túc như thế nào, thì bắt đầu bây giờ dạy rồi các con thấy giờ muốn cho cái tâm này nó thành cái bàn nè, thì chỉ ra lệnh nó bảo cái tâm phải biến ra cái bàn này bằng mây như vậy vậy vậy, cách thức như vậy nó làm ra y như cái bàn. Còn bảo cái tâm này phải biến cái thân này làm ra cái bàn, thì cái thân nó sẽ mất đi, nó còn có cái bàn không à, cái thân nó không còn ngồi đây. Mà cái tâm mà nó biến ra cái bàn thì cái thân nó ngồi đây thì nó có cái bàn khác bên. Nó cái lực của đạo là nó như vậy, cho nên gọi là tứ như ý túc. Mình muốn như thế nào thì nó sẽ đủ như thế nấy. Túc là đủ mà, muốn sao nó làm đủ hết. Tu như vậy mà các con không ham, mà đi ham từng cái chuyện mà nhỏ nhặt ở ngoài đời thì thầy thấy nó xa xôi quá. Tu như vậy chỉ cần ngồi đây muốn cái gì cũng có. Bây giờ thầy nói bây giờ muốn cái chiếc máy bay bảo nó hạ xuống đây nó cũng hạ xuống cho mình ngồi chơi nữa, phải không? Các con muốn gì? Muốn phi thuyền à, phải không? Nó cũng có biến ra phi thuyền cho các con đi chơi nữa, đi không gian nữa, chứ làm gì mà đi qua bên Mỹ mới có, cần gì mà phải qua bên đó. Thầy nói thật sự cái tâm của mình nó sẽ làm được, nó làm đủ tất cả. Như vậy là chúng ta tu vậy mà chúng ta không tu. Thật sự ra thầy mà nếu mà ở ngoài đời đó, thầy mà có vợ con thầy bỏ quách hết thì chả cần cái thứ đó đi. Nó làm sao mà vợ con sắm cho mình được cái phi thuyền mà không gian được, phải không? Nó làm suốt cái đời nó chưa có đâu, nó phải đi qua bên Mỹ rồi nó học, mà nó đi lái nhờ của Mỹ chứ làm gì nó có được. Còn mình ở đây bây giờ mình tu cái này là mình muốn có cái gì có, không có khỏe sao? Mà trong khi thầy đã nói hết mình để cho các con thấy cái quyền lực của con người tạo các pháp ở trong vũ trụ. Người ta nói đấng vạn năng, chứ mình biến mình thành đấng vạn năng nè. Cái lực đạo của mình như vậy, mà cái tâm của mình hết tham sân si là nó làm được cái chuyện đó. Mà các con cứ đụng tới cái sân, đụng tới cái si, đụng tới cái giận hờn, trời đất ơi, đã bỏ hết cái này thì nó có cái kia mà. Cái kia là vĩ đại mà không ham. Đi ham chỉ cái sân si vậy mà cứ ai đụng tới cứ giận hờn hoài. Thiệt là ngu si sao đâu thiệt. Tức quá, thầy nói, thầy mà hiểu biết được thì bỏ cái đẹp. Ai chửi thầy như cục đất. Còn các con bỏ gì, nói gì cũng không chịu nghe hết. Trời ơi, thầy chỉ cái hay ho để mà mình ham cái hay ho đó, mình nói được cái này. Nhưng nói tận cùng cho quý thầy nghe, khi mà nghe thầy nói vậy mà cứ ham mình có thần thông đó, thì cái ham của quý thầy là còn cái dục, thì cái quý thầy còn không có cái gì hết. Quý thầy phải xả luôn cái dục đó, thì chừng đó quý thầy mới điều khiển nổi. Chứ quý thầy nói, tôi quyết tâm tôi xả tham sân si để và quý thầy ước cái điều đó, hoặc là tôi xả cái tâm tham sân si tôi, để tôi bảo cái thân này bay đi hư không, nó ngồi xếp bằng nó bay cho thiên hạ coi chơi. Thì ngàn đời quý thầy cũng bảo nó không bay đâu, quý thầy xả luôn cái đó thì nó bay á. Khi nào mà quý thầy không còn ham gì hết thì quý thầy ra lệnh nó làm được, nó làm được. Mà còn chút mình đó, mình nỗ lực mình xả cho hết cái tham sân si để cho mình có cái này thì chẳng có thứ gì hết. Đó là xả cho toàn triệt thì nó có. Cho nên thầy nói thiệt là nó có một chút xíu thôi à, hết tham sân si thì nó có, cái gì nó cũng có. Nhưng mà thầy nói như vậy, nói những cái mà nó siêu việt như vậy để nó gợi cho cái ý chúng ta quyết định chúng ta phải làm cho được. Không phải làm được để mà ham thích cái này, mà làm được để giải thoát được cái tâm của mình làm chủ sinh tử này. Đó là cái đích chính của mình. Rồi tới chừng đó quý thầy được cái này, quý thầy coi như là võ trấu, nó không nhầm nhò gì đâu. Cho nên nó đâu có biểu diễn mà đi khoe khoang cỡ sức. Mà thầy nó thật sự, thầy bây giờ thầy xin giấy mà xuất cảnh nhập cảnh thì đi qua bên Mỹ thì làm một trò biểu diễn cho thiên hạ một cái là rần rần thầy thu bạc biết bao nhiêu tiền, thì về đây thì làm sự thiện người ta nổi tiếng, người ta như dễ lắm chứ gì phải không? Mà người ta nói thầy là đủ thứ, nhưng mà thầy làm như vậy á, trong vòng chừng thầy về đây á thì thầy đi xe hơi chứ còn thầy bay không nổi. Bây giờ cái dục của thầy nó, cái danh của thầy nó lớn quá rồi, cái tâm dục của thầy nó nhiều quá, nó thầy bây giờ mất hết phép thần tâm. Bị nó sống đời đời cái người thế gian thường tình rồi thì nó làm sao nó còn có những thanh tịnh được nữa mà nó thần thông.
Con hiểu rất cái điều đó. Thầy rõ lắm. Cho nên cung cực những cái gì mà thực hiện để mà trợ duyên thì thực hiện, mà không đúng thì không thực hiện. Cái đó, chuyện đó bằng trí tuệ, bằng sức lực của mình làm được, giải quyết được thì không có, không hề động móng tay đến tới nó đâu. Mà cái đó nó ngoài cái sức, không thể giải quyết được nữa. Để cho nó được giảng hòa, để cho nó được giải quyết cho nó ổn thỏa thì mới sử dụng một tí xíu mà thôi. Mà sử dụng rất khéo nữa, chứ còn không để ai lộ biết nữa. Chứ không phải là đơn giản, không phải là đụng đâu. Mỗi chút mà mình làm mà sai một chút ý, nó đều nổi cái bản ngã của mình lên, nó đều sinh ra cái tâm dục. Cho nên làm những cái điều này rất là cẩn thận kỹ lưỡng, chứ không phải là muốn bay để mà bay chơi rồi mấy con ngước mỏi cổ mà nhìn nữa, thêm chuyện đó không được. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện của một người tu mà làm cái chuyện đó. Nếu mà thầy làm con diều gió mà thầy bay lên trên trời, các con ở đây cứ dòm ngó ngó riết, bay lúc mất ngó mỏi cổ thôi, thì cái chuyện đó là cái chuyện đùa chơi giỡn. Rồi sau đó thì các con chỉ còn cái ham thích cái đó thì sai, không đúng. Cái chính đau khổ của chúng ta phải rứt ra này, cái đó là cái chính. Nó đang khắc khoải trong lòng của mình, có thân là khổ này. Ở như bây giờ các con biết cái khổ của cô Quỳ Ân chứ. Cổ 80, 8 mấy tuổi rồi, cái già nó khổ lắm. Bây giờ cổ biết khổ lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà nhờ cái pháp nó làm cho cái tâm nó an ổn. Chứ cái người già như vậy rất là khổ. Cái thân nó đi đứng hay làm cái gì nó mệt nhọc, nó tức, nó lói bên đây lắm. Xong thầy nói các con muốn tin hỏi cô Quỳ Ân thì các con biết liền. Các con bây giờ còn thấy khỏe đó, chưa đâu. Lớn lớn một chút xíu rồi cái nghiệp các con nó kéo cái dài tuổi thọ các con biết. Chừng đó các con đừng có rên. Chứ cô Quỳ Ân thì bây giờ nó biết, nhưng mà điều kiện nó nhờ được cái pháp cho nên nó an ủi được tinh thần, nó sống thấy thoải mái. Chứ còn đối với người đời cỡ cái tầm dốc của nó là kể như là khổ, rất khổ. Cô đơn con cái mắc lo đi làm hết, sống mình ở trong nhà khổ lắm. Nó nói già khổ mà. Ai mà già rồi mới biết khổ. Quét quét vậy là nó tức bên đây rồi. Nó cái thân nó suy yếu, nó đến cái độ là nó phải, nó không thể tường. Vậy nó mới chết được. Cho nên vì vậy mà người ta hiểu biết được còn một chút sức khỏe, đừng có nghĩ là nó sẽ khỏe đâu. Nó sợ lắm các bạn. Đừng có nghĩ là ngày hôm nay chúng ta khỏe đâu, rồi ngày mai nó khỏe được vậy đâu. Nó chưa đâu. Cho nên khoác khoải. Thầy nói làm sao 3 tháng 6 tháng xong là chúng ta khỏe. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống là chúng ta khỏe. Còn bây giờ mà chúng ta bảo nó chết nó không chịu chết, mà bảo nó nín thở nó không chịu nín, thì kiểu đó là chắc chắn là tới chừng nó nín thở là mình phải chết khổ à. Nó mình không làm gì được. Cho nên bây giờ làm sao mà chúng ta bảo nó nín thở là nó nín thở được, thì chúng ta biết rằng mình làm chủ được nó. Mà bảo nó nín thở mà nó cứ thở hoài thì không được rồi. Còn chỗ nào đau nhất mà bảo đừng đau mà nó cứ đau hoài thì cái chuyện này mình chưa có làm chủ được rồi. Mình hãy lo, hãy lo lấy cái số phận của mình đang ở trong bốn cái khổ đó. Cho nên lo thì phải sống độc cư cho hẳn hoi, chứ nếu mà không sống độc cư thì quý thầy bị chết với nó đó. Chứ nó không có dễ đâu. Đây là một cái sự chân thật, thầy nói thật. Khổ lắm các con. Đi tu phải thực hiện cho được để mà thoát ra bốn cái khổ này đó. Thì như vậy thì các con bây giờ đã hiểu hết rồi. Thầy đã hiểu biết các con đã thâm nhập, từng sống ở đây 3-4 năm rồi, đã thâm nhập được những cái lời dạy của thầy nhiều rồi. Và hiện bây giờ thầy dạy về cái pháp hành, cái giới hành, thì các con biết hành cái gì, cụ thể rõ ràng từng chút. Và những cái pháp mà các con đang tu, các con biết hàng ngày, hàng giờ các con tu để mà giữ gìn cái tâm mình như thế nào, các con đã biết rồi. Thì như vậy là qua cái bài pháp này, các con đã nắm rất vững cái đường lối tu tập rồi. Bây giờ các con còn nghi ngờ một cái gì nữa, thì các con sẽ hỏi, và đồng thời cô Út đã thay các con để hỏi. Và sau này thầy sẽ trả lời hết những cái lời cô Út. Và đồng thời thầy sẽ hỏi cô Út, bây giờ trong cái cuộc mà hướng dẫn mà bên nữ, con có gặp những cái gì khó khăn cứ hỏi thầy đi. Hỏi hết. Nghĩa là coi như là thầy ghi lại hết, thầy trả lời hết để làm gì? Để cho các con sau này có những cái tài liệu và biết được những cái sai, cái đúng trên con đường tu tập của mình. Thầy ghi lại hết. Rồi sau này thầy sẽ nghỉ, thầy không ghi nữa. Vì thầy làm việc có một cái thời gian thôi, chứ không lẽ làm việc hoài. Thầy đâu phải là người cầu danh mà cứ ngồi viết sách để mà cho người ta biết tên tuổi mình đâu. Thầy đâu có nghĩa lý đó. Cho nên thầy chẳng muốn ai biết tên tuổi thầy. Nhưng mà vì cái mục đích Phật Pháp, mà thầy là người đã hiểu được đường lối tu tập của Phật Pháp như vậy. Cho nên không viết cái đại cương này ra thì sau này ai biết đâu mà viết. Các con hiểu điều đó. Cho nên thầy cố gắng thầy viết những cái đại cương, những cái giới luật,
những cái điều mà thầy đã qua kinh nghiệm tu tập của mình thầy đã viết lại. Rồi những cái gì mà khó khăn trên bước đường mà qua những kinh nghiệm như cô Út gặp phải, hướng dẫn gặp phải, các con thì chưa hướng dẫn cho nên các con chưa có gặp, còn cô Út thì gặp phải, các con chỉ có cái tu tập gặp những cái khó khăn trên cái bước đường tu tập các con hỏi. Rồi gặp những cái điều mê tín dị đoan như thầy Chân Thành hoặc là chánh tâm, gặp thấy trong cái hoàn cảnh ở địa phương của mình có những cái mê tín không đúng con đường của Phật giáo, cho nên có những cái hỏi. Vì vậy nó là những cái mà được thầy trả lời cụ thể để giúp cho người ta thấu hiểu được Phật giáo, cái đúng cái sai của Phật giáo.